Kính thưa quý vị, Billy Joel và Shirley MacLaine được vinh danh tại trung tâm Kennedy, tên từ Washington DC. Hôm Chủ nhật vừa qua, nghệ sĩ piano Billy Joel và nữ diễn viên Shirley MacLaine và nghệ sĩ guitar Carlos Santana đã được vinh danh tại trung tâm danh dự Kennedy trong một buổi lễ với sự tham dự của đương kim tổng thống Barack Obama. Cùng nằm trong danh sách vinh danh của năm nay còn có hai gương mặt nổi tiếng khác, đó là nghệ sĩ piano Herbie Hancock và nữ ca sĩ opera Martina Arroyo. Buổi lễ vinh danh đã được bắt đầu với lời giới thiệu của nữ diễn viên Glenn Close. Theo sau đó là danh hiệu đầu tiên được trao cho Carlos Santana, nam ca sĩ người Mỹ Tây cơ từng 10 lần đoạt giải Grammy. Một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Santana là Oye Como Va và đã được nữ ca sĩ Fer Olova biểu diễn trên sân khấu của buổi lễ. Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của sự kiện chính là giây phút vinh danh dành cho Billy Joel, người nghệ sĩ nổi tiếng đã hằn sâu trong lòng nhiều thế hệ người dân Hoa Kỳ. Rất nhiều cựu chiến binh trong quân đội Hoa Kỳ đã cùng bước lên sân khấu để đồng ca và chúc mừng nam ca sĩ nổi tiếng này. Chương trình tại trung tâm Kennedy đã được ghi hình vào hôm Chủ nhật vừa qua và sẽ được phát sóng trên tần CBS vào ngày 29 tháng 12 sắp tới.